Ơi các bạn ơi, ở đây mình có một cái bộ đồ chơi mới nè các bạn. Một cái bộ đồ chơi xe công trình các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bộ đồ chơi này ra để cho các bạn xem nha. Đây, mình đổ ra nha các bạn. Có rất là nhiều xe luôn á các bạn ơi. Trời ơi, nhiều xe quá các bạn. Đây là một cái chiếc xe cần cẩu cứu hộ nè các bạn. Chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi, có hai cái con mắt ở trước nè các bạn. Đây là cái cần cẩu nha các bạn. Để mình xây coi đẹp không. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Ôi, ôi, nó bị sứt ra luôn rồi các bạn ơi. Để mình lắp lại nha. Rồi, ok rồi. Rất là hay nha các bạn. Còn chiếc xe này, còn chiếc xe này là một cái chiếc xe cẩu mút cát nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Xe này cũng có hai cái con mắt nha các bạn. Rất là đẹp. Rồi mình để đây. Bộ đồ chơi này thì có một màu thôi nha các bạn. Một màu giống nhau thôi. Rồi còn đây là một cái chiếc xe tải chở cát này các bạn. Đó. Xe tải chở cát nha. Đây là cái đồ ben cát này các bạn. Ôi, còn đây là một cái chiếc xe bồn trộn bê tông nha các bạn. Đây. Những cái chiếc xe nó giống nhau lắm nha các bạn ơi. Đó, có màu, một màu giống nhau nha. Rất là đẹp luôn. Ôi, còn cái này là cái gì đây các bạn? Còn cái này là cái cây xăng các bạn ơi. Cây xăng để mà mình đổ xăng cho những cái chiếc xe này nè các bạn. Mình cung cấp xăng cho những cái chiếc xe này để những cái chiếc xe này đi làm việc ha. Đấy. Trời ơi, có cái bình chữa cháy nè các bạn. Bình chữa cháy nè. Cái thùng phi chứa xăng dầu nữa các bạn. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này thì rất là đẹp luôn. Mình chạy ngang đây để mình đổ xăng nha các bạn. Trời ơi, cái bộ đồ chơi này đã quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để cái bộ đồ chơi này ở đây nha. Và mình sẽ đi tìm những cái món đồ chơi khác để mình chơi nha các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây thì mình phát hiện có một cái chiếc xe gì rất là khổng lồ luôn này các bạn. Đây là một cái chiếc xe cứu hỏa nha các bạn. Rất là to luôn các bạn ơi. Ở trên đây có một cái vòi để mà xịt nước để mà chữa cháy nè các bạn. Trên đây thì có hai cái cầu thang để mà những cái anh chữa cháy leo lên những cái lầu cao cao đó để mà xử lý những cái vụ cháy nha các bạn. Trời ơi, chiếc xe này nhìn nó ngầu quá các bạn ơi, nhìn nó rất là to luôn đó các bạn. Các bạn xem cái bánh nè. Ôi, to lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi chơi nha. Ơi các bạn ơi, mình thấy ở đây có một cái bộ đồ chơi gì nè các bạn. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bộ đồ chơi này ra mình khui cho các bạn cùng xem nha. Mình mở ra nha các bạn. Trời ơi, hôm nay có rất là nhiều xe đồ chơi mới các bạn ơi. Để mình mở ra nha. Ra nha các bạn. Thôi xe gì đây? Ở đây có một cái thùng rác nữa các bạn. Thùng rác bên trong thì đang không có gì nha. Đó, nhớ là để rác vô đây nha các bạn ơi. Xe này là xe cẩu rác nè các bạn, xe cẩu rác nha. Đó, để rác ở đây, để đây cái mình ben rác lên ha, rất là hay các bạn ơi. Còn đây là một cái chiếc xe ambulance hả? Sao có dòng chữ ambulance đây các bạn? Xe này là xe bồn mà, xe bồn chở nước mà. Rồi mình để đây nha. Còn đây là một cái chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Xe cần cẩu cứu hộ nè. Để mình cẩu cái chiếc này lên coi được không? Rồi, cẩu lên được luôn các bạn ơi. Rất là đã các bạn. Rồi cái chiếc xe này là cái chiếc xe chở rác nữa nha các bạn. Để mình mở cái nắp thùng ra. Không có gì luôn các bạn ơi. Bên trong cũng không có gì. Ủa cái tờ này là cái tờ gì vậy các bạn ơi? Rác các bạn ơi, là rác. Mình để rác vô cái thùng này. Mình để bánh nè, bánh ăn rồi mình để vô. Cây xương cá nè, bỏ xương cá vô. Dưa hấu ăn rồi, vứt luôn. Mình xé mấy này ra nha. Lấy mấy cái rác này ra. Bánh mì nè, bỏ bánh mì. Nước nè, nước người ta uống, người ta còn cái chai không mình vứt vô luôn nha. Cục pin đó. Thuốc lá nè, tàn thuốc lá mình để vô thùng rác luôn. Đây là nước sơn đó, cái thùng nước sơn để vô đây. Còn đây là bình sữa nha các bạn, người ta uống rồi còn cái hộp không à, rồi mình để vô đây luôn, đóng cái nắp lại. Rồi mình đã vệ sinh môi trường thành công nha các bạn, rất là hay luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để cái bộ đồ chơi này ở đây nha, và mình sẽ tiếp tục mình đi kiếm đồ chơi mới nha các bạn. Ơi các bạn ơi, mình thấy ở đây có một cái bộ đồ chơi gì nữa nè các bạn. Để mình tháo ra cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn á các bạn. Để mình đưa cái này lên cao xíu. Chiếc xe này có hai cái tầng luôn các bạn ơi. Mình tháo ra nha. Wow, đây các bạn ơi, thật là đẹp luôn nha các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Đây là một cái chiếc xe tải chở xe cần cẩu nè, xe cần cẩu múc cát. Còn đây là một cái chiếc xe tải chở xe cần cẩu cứu hộ. Hai cái chiếc xe này các bạn ơi, rất là giống nhau luôn nha các bạn. Hai cái chiếc xe trên đây là màu vàng nha. Xe cần cẩu và xe cần cẩu múc cát để trên này. Xe tải chở này thì có hai màu, màu xanh lá cây và màu trắng nha các bạn. Cho chạy lên. Rất là đẹp các bạn ơi. Rồi cái bộ đồ chơi này rất là đẹp các bạn ơi. Cái bộ này đẹp lắm luôn á, có rất là nhiều màu nha các bạn. Rồi mình để hai cái bạn xe này ở đây nha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Các bạn ơi, mình thấy được một cái chiếc xe gì rất là khổng lồ luôn nè các bạn. Các bạn biết chiếc xe này không? Đây là một cái chiếc xe cẩu múc cát các bạn. Mình tháo bạn xe này ra coi. Wow các bạn ơi, là một cái chiếc xe cần cẩu múc cát rất là khổng lồ nha các bạn, rất là to luôn nè các bạn. Một cái chiếc xe múc cát màu cam nha các bạn. Để mình múc cục đất này coi. Trời ơi, máy múc này khỏe quá các bạn ơi. Rất là khỏe luôn các bạn. Nó múc đất nè các bạn. Trời ơi, một gạo đất rất là to luôn. Wow, rất là hay các bạn ơi. Bên trong thì có một cái anh tài xế nè các bạn, rất là đẹp luôn nè các bạn. Anh tài xế cái màu giống cái màu xe luôn nha. Xe cẩu mút cát này thì di chuyển bằng cái bánh xích nha các bạn. Trời ơi to quá. Mình thấy đây có một cái chiếc xe gì nè các bạn, để mình cẩu xuống nha. Mình cẩu cái xe này xuống. Rồi mình tháo cái chiếc xe này ra luôn. Đây là một cái chiếc xe ben nha các bạn ơi, xe ben chở cát nha. Đấy. Xe này thì có hai màu như các bạn, màu xanh nước biển và màu vàng như các bạn ơi. Để mình múc cục đất này lên đây. Wow, rất là to. Ý ơi, bị nhõng cái ben lên luôn các bạn ơi. Lại nha. Wow. Chụp lên. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ mang những cái món đồ chơi này lại một chỗ để mình tập hợp, mình đếm xem bao nhiêu chiếc xe nha các bạn. Wow, mình đã tập hợp xe là đây rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đếm thử xem bao nhiêu chiếc xe nha các bạn. Ở đây thì có hai cái chiếc xe khổng lồ nha các bạn. 1, 2 chiếc xe khổng lồ nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trời ơi, có rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Đồ chơi quá trời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mang những cái chiếc xe này về nhà mình chơi nha các bạn. Rồi bye bye các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye.